đo góc bởi các hình vẽ sau đây. Thầy cho cái hình vẽ đây. Đây là góc XY. B làm sao đo được góc? Đây các em tập trung này, đây. Các em lưu ý cho thầy nhá. Rất lưu ý này. Đây có thể là góc XY. Thầy để cho cạnh OI trùng với vạch số 0 nhưng mà của vòng trong. Các em nhìn này, của vòng trong. Được chưa? Cho nên khi cạnh OX của thầy, cạnh OX của thầy cắt cái vạch của vòng trong, cách cái vòng trong này ở vạch 40. Em nhìn này, em phải quan sát vòng trong nhá. OI đi qua vạch số 0 của vòng trong thì khi đọc số đo thì phải đọc của vòng trong. Và cụ thể ở đây của thầy là vòng trong của thầy cho giá trị là bằng 40 độ. Cho nên là số đo của thầy ngay lập tức được xác định là 40 độ. Đó, các em rất lưu ý nhá. Vạch số cạnh OI mà nằm ở vạch số 0 của vòng nào thì OX chúng ta phải đọc số đo của vòng đó. Rồi, đây là 40 độ. Nào, tiếp theo này. Đo góc bởi hình vẽ bên. Đây, thầy cho một góc thế này. MAN. Thế làm sao chúng ta đo được? Chúng ta vẫn tương tự như thế. Đây, các em thấy chưa? Thầy để này. Đỉnh góc là A trùng với tâm của thước. Sau đó một cạnh cạnh AN của góc đi qua vạch số 0. Và vạch số 0 này là vạch số 0 ở vòng ngoài. Em thấy chưa? Đây là vạch số 0 ở vòng ngoài. Và cạnh OM của thầy đi qua vạch số nào ở đây thì chúng ta đọc số đo của góc đó. Và ở đây của thầy là 55 độ.